Thật là bất ngờ khi một em bé rất là nhỏ và chờ đón thầy Minh Tuệ ngay trước cổng khi vừa mới bộ hành. Thì cả nhà mình theo dõi trong video để biết rõ chi tiết trong video ngày hôm nay nhé cả nhà. Thầy đi hướng này, đúng rồi, thầy đi hướng ra quốc lộ 1A, đi lên quốc lộ 1A chứ, đi xuống dưới à? Đông quá, đúng rồi, quá là đông luôn cả nhà, rất là đông. Không không thấy cái gì luôn đó cả nhà, không không thấy gì, mình đứng đằng sau không thấy một cái gì luôn, giơ cái máy lên thôi. Đường quốc lộ, đường quốc lộ 1A, đi đường quốc lộ 1A. À, đi đường quốc lộ 1A, chẳng có đi đường nhánh nữa. Đó, xe chuẩn bị đi lên đây đấy. Đây cả nhà. Đây cả nhà. À. Thầy đi hướng nào? Dạ cháu chờ, cháu cũng chưa biết là thầy đi hướng nào. Nếu đi về đường hôm qua thì đợi giao thông. Vâng. Đi khoảng từ 20 cây số. Đoạn đường khỏi đợi giao thông. Dạ. Thầy ra chứ? Thầy lúc nào cũng đi sau hết á. Thế nào thầy hát? Thầy ông áo đen cái thầy đó là thầy không? Và Minh Từ có thấy không ta? Cả nhà mình có thấy Minh Từ ở đâu không ạ? À, Minh Từ đứng đầu.
cũng ăn dẹp của nó luôn. Thứ tư là Sài Gòn ga. Thứ tư là Sài Gòn. Rồi ok, đứng ở đây quay cái hình ảnh cho nó đẹp đẹp chút xíu. Trước mặt đây là cả Minh Từ này cả nhà này. Rồi, để con xích cho. Rồi cô vô đi, đó, vô đi. Dạ thôi. Đó. Minh Từ đang đánh lễ ngài từ xa đó cả nhà. Kế bên là ba mẹ. Đúng rồi, đang lại đó cả nhà. Cái hình ảnh khá là xúc động đúng không cả nhà, khi mà nhìn thấy Minh Từ này. Nam mô A Di Đà Phật.
Lắm rồi. Đông lắm rồi cả nhà. Rồi cảm ơn Tân Nu. Đâu có nhất thiết là phải rờ được thầy đâu. Rờ làm gì? Đi cả nhà. Đi thẳng ra quốc lộ 1A nha. Vâng, thì cái thời tiết ngày hôm nay khá là đẹp cả nhà. Mát mẻ, nhiều mây. Nói chung là khá thích hợp cho các thầy bộ hành trong cái thời tiết như sáng ngày hôm nay. Thì cả nhà thấy là cái bầu không khí này khá là mát mẻ luôn này. Mây máng coi như ok. Thì Thành Trung cũng xin tạm dừng cái đường like này ở đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà vào cái đường like tiếp theo của Thành Trung ha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.